Rồi mình xin chào tất cả anh em nghe anh em. Bữa nay mình mới về được bộ 3 món học đồ nghề, học bình, lượng nước, quay thái cho 10 hàng zin theo xe. Cái bộ 3 này là đúng đắt 2.000. Bộ 3 này đúng đắt 2.000 anh em ha. Học bình còn tem, học đồ nghề 2.000 đẹp. Lượng nước quay thái cho 10 đời 2.000. Chuẩn đắt 2.000 ha anh em ha. Thì một bộ 3 món này mình vẫn bán giá cũ nha anh em. Giá cũ là bán 500.000. Bộ 3 món học bình, học đồ nghề, lượng nước quay thái 110, đời 2.000. Rồi giờ mình xin đi vô chi tiết nè. Tình trạng là mình đã vệ sinh đánh bóng đồ gọi trơn rồi, anh em về việc lắp thôi chứ không làm gì thêm hết trơn á. Tất cả mình đều vệ sinh đánh bóng sạch sẽ hết trơn rồi, anh em về việc lắp thôi. Nó bao không nước bể nha, học đồ nghề là bao không nước bể cho anh em. Ở những góc chết này mình cũng quay cho anh em luôn nè, chứ mình không có né đâu. Đó, về anh em chỉ việc lắp thôi đây nè. Cho anh em coi cái đáp nè. Đó, chuẩn đáp 2.000 nha anh em nha. Tháng 2 năm 2.000 nha. Đó, tình trạng là mình nói chung độ mình thích nó sạch sẽ lắm, nó sạch sẽ mình nhìn mình thích mắt á anh em. Nè, không có bị gãy chấu nha. Ở trong cũng vậy, mình cũng quay ở trong cho anh em nè, thấy không? Cũng sạch sẽ từ ngóc ngách trơn rồi, anh em về lắp thôi chứ không có làm gì thêm hết trơn á. Đó, bộ 3 món bán 500.000, anh em chuyển mua hàng cho lòng chuyển khoản giúp mình nha. Nó không ship code, không bao ship. Tại phí cước lúc nãy lên lắm. Còn học bình là còn tem nè, thấy không? Tem này tem dinh theo xe của nó nè, nó đó, sạch từng ngóc ngách học bình để mình mở ra cho anh em coi. Học bình là bán làm đâu anh em, là không có bị gãy chấu. Tại cái chấu cái này nó quan trọng lắm nè, nó móc nè anh em thấy không? Đó, Honda nè, ở trong nè, tới ngóc ngách luôn nè anh em. Mình không né đâu, mình quay chi tiết cho anh em xem. Anh em nào mà ưng bụng mà hợp túi tiền của mình thì anh em cứ alo cho em. Số điện thoại của em là 0865 890 158. Em tên là Hậu, em ở An Giang nha anh em, em ở Chi Tôn An Giang vùng biên. Dịch lúc nãy với em cũng quá trời luôn rồi, nhưng mà nè, nó xúc ra nè. Nhưng mà cũng may mắn là bên Viettel họ nhận hàng lại rồi nha anh em. Đó, tem của nó đó, sạch hết. Nói chung mình bán mấy cái này mình thích nó sạch sẽ đẹp đẽ lắm anh em ơi. Honda ha, tới ốc ngò đó, 500k. Lượng nước nè, đó, anh em về chỉ việc lắp vô thôi. Lượng nước này chuẩn đắt 2.000 luôn nha anh em. Nè, để mình lật lại cho anh em coi, để mình lật lại cho anh em dễ nhìn. Anh em thấy không, lượng nước này chuẩn đắt 2.000 luôn nha. Đó, bộ 3 món này bán 500.000 nha anh em nha. Rồi, có ảnh chi tiết cho anh em luôn.